Từ sáng sớm, từng đoàn xe nối dài hàng trăm mét, nhiều tầng lớp nhân dân từ hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh các trường trong và ngoài tỉnh xếp hàng ngay ngắn và dâng những bó hoa tươi thắm tưởng nhớ đến người. Đối với cựu chiến binh Phạm Hồng Thắm, trong cuộc đời binh nghiệp, cụ đã hai lần vinh dự được gặp Bác Hồ tại Hà Nội và Quảng Ninh, nhưng đây là lần đầu tiên cụ được về thăm quê Bác. Vọng mà đến hôm nay được về này mà thăm quê Bác cái này là tinh thần và tư tưởng rất là thoải mái để tưởng nhớ lại và ghi nhớ lại những cái chính những công ơn của Bác mà đã rèn luyện mà chúng tôi đã học tập Bác. Theo thống kê sơ bộ, trung bình mỗi ngày tại quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên gồm khu mộ bà Hoàng Thị Loan, quê nội và quê ngoại Bác đón từ 800 đến 1.000 đoàn với 15 cho đến 20.000 khách trong nước và quốc tế tới tham quan. Nhiều trường học cũng tổ chức ngoại khóa thực tế, qua đó bồi đắp giáo dục truyền thống yêu nước cho các em học sinh. Lần đầu tiên được đến đấy, cháu được đến thăm nhà Bác. Cháu thấy nhà Bác rất là đẹp. Cháu sẽ cố gắng học tập và đạt nhiều kết quả tốt trong học tập. Chúng tôi là tổ chức cho học sinh đến tham quan ở đây, với ý nghĩa là các em biết được cái nơi sinh ra Bác Hồ. Và từ đó thì các em có những cái ý thức lớn trong phấn đấu, trong học hành, xây dựng bảo vệ quê hương đất nước. Năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, để đảm bảo tốt nhất công tác phục vụ đón tiếp khách tham quan, Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên đã phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tăng cường đảm bảo an ninh, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường ở các điểm khu di tích, đảm bảo phục vụ du khách tham quan tốt nhất.